Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng đến với trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ ngày thi đấu hôm nay của giải bóng đá Lão Tướng Thủ đô Cúp Hồng Trà năm 2020. Và tiệc hay để cuối, Lão Tướng Công an Hà Nội sẽ đối đầu với Lão Tướng Thành Nam trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ tư của hệ thống league giải Lão Tướng Thủ đô. Hai đội bóng, đội bóng áo vàng ra sân với thủ môn mang áo số 25 Lưu Giang Anh, số 5 Phạm Xuân Phú, số 7 Vũ Như Thành, thủ mà không cần giới thiệu thêm, số 8 Lê Thanh Trương, số 14 Trần Xuân Vương, số 15 Phan Thế Hiếu và số 19 là đội trưởng Nguyễn Đức Phúc, Lưu Thanh Trọng. Rất nguy hiểm và xử lý rất hay, tình huống 4 bàn thắng. Đánh đầu rất nguy hiểm, bóng vẫn còn, tiếp tục là Tiến Hưng đưa vào, vẫn không thắng được thủ môn Lê Giang Anh. Ngay lập tức chúng ta thấy đảm bảo được này, công an Hà Nội của Việt Nam đang chơi rất căng thẳng, nguy hiểm. Phản công dứt điểm rất tốt, phản công của trung lộ rất hay. Một không cho cao thủ Lão Tướng Thành Nam. Nguyễn Phúc là người kiến tạo và có vẻ bàn thắng được ghi bởi Phan Thế Hiếu. Đúng vậy, Phan Thế Hiếu đã đưa Lão Tướng Thành Nam vượt lên. Quái kiệt một thời của Lão Tướng Thành Nam đã ghi bàn thắng rất quan trọng, một cú tiếp bóng ở tốc độ cao. Đây là cơ hội cho bàn thơ. Ngay lập tức có câu trả lời từ phía Lão Tướng Công an Hà Nội. Tiến Hưng, họng pháo hạng nặng của Công an Hà Nội đã khai hỏa. Thầy Hiếu dứt điểm luôn, một pha phối hợp rất hay. Nguy hiểm, cơ hội, cột dọc đã mỉm cười với Lão Tướng Thành Nam. Nhà bóng rất hay, vẫn không vào. Dứt điểm luôn, rất quả tạt rất ngọt của trung phong. Và lập tức chúng ta thấy Tiến Hưng rút rất nguy hiểm, vẫn còn. Cột dọc lại cực kỳ toàn tình. Quảng Châu Xuân Phú dứt điểm luôn, đá rất căng của Xuân Phú thể hiện ra hình. Rất tiếc lại là một tình huống xử lý không tốt, một chút khoảng trống. Đấy, căng thẳng đối thủ trực tiếp. Anh Tuấn đưa vào, cơ hội không có bàn thắng. Và đang tính pha phòng ngự cố định rất tập trung, nguy hiểm, không vào. Lại một pha xử lý vẫn là Lương Phúc, mất bóng rồi. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, một đều, hai đội hòa nhau trong những tràng pháo tay vang dội của các khán giả. Một kết quả nhìn chung đã phản ánh đúng những gì đã diễn ra, một trận cầu quá hay, quá hấp dẫn. Và chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn tới Lão Tướng Công an Hà Nội và Lão Tướng tại các khán giả là hết sức tuyệt vời. Lão Tướng Thành Nam đã có bàn thắng dẫn trước do công của Phan Thế Hiếu, nhưng Tiến Hưng đã giật lại trận đấu cho Công an Hà Nội. Một điểm và chúng ta cùng kết thúc ngày thi đấu hôm nay của giải bóng đá Lão Tướng Thủ đô Cúp Hồng Trà năm 2020. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.